chương trình này được bảo trợ bởi Happy Too Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 7148976100 và 7144877889 sức khỏe là vàng dược thảo pls giúp quý vị sống vui sống khỏe sống trường thọ 189908319 princesslife.com học khu Huntington Beach Union High School District cảm ơn quý vị vừa nhớ làn sóng của đài Lido Sài Gòn TV trong chương trình cà phê sáng cuối tuần cùng như Huyền và Lê Thái ngày thứ bảy ngày hôm nay kính à, thưa quý vị à, khám phá khoa học không gian không phải chỉ riêng ở Hoa Kỳ và à, một số quốc gia nào mà hầu như là Lê Thái để ý rằng tất cả các quốc gia trên thế giới người ta đều mong muốn có một cái gọi là cái nền gọi là kỹ thuật hiện đại à, khoa học kỹ thuật để người ta tìm hiểu về không gian à, có rất là nhiều quốc gia người ta muốn tìm hiểu đó nhưng mà bởi vì cái gọi là cái kiến thức có hạn, khả năng tài chính có hạn, khả năng kinh tế có hạn của mỗi quốc gia, thành ra người ta không thể nào thực hiện được những cái gọi là bước tiến khoa học ở trên quỹ đạo không gian. Nhưng riêng ngày hôm nay thì ngoài nước Mỹ của chúng ta là một trong những quốc gia đứng đầu về ngành hàng không à, thì như quý vị cũng đã biết thì Trung Quốc là một trong những quốc gia cũng đang à, là một trong những quốc gia mà cũng đang nghiên cứu về à, vấn đề liên liên quan liên quan đến những cái kỹ thuật hàng không cũng như là liên quan đến không gian. À, ngày hôm nay Lê Thái đưa đến quý vị thông tin về à, tên lửa quỹ đạo Chu-Ki số 2. Đây là một cái tên lửa quỹ đạo sử dụng nhiên liệu metan đầu tiên ở trên thế giới và không hoàn thành mục tiêu vào hôm ngày 14 tháng 2 vừa qua là và là riêng cái cái cái, cái tên lửa metan này thưa quý vị đã làm mất đến 14 vệ tinh. Đây là cái tên lửa metan đầu tiên của Trung Quốc muốn thể hiện cái sự thành công của mình ở trên cái gọi là gọi là cái đấu trường giữa những cái người nghiên cứu không gian của tất cả các quốc gia trên thế giới. Nói đến Trung Quốc thì đôi lúc thì chúng ta cũng nhận định, lúc chúng ta cũng suy nghĩ rằng là đây là một cái quốc gia châu Á mình không nghĩ rằng là nó sẽ thực hiện những cái gọi là những bước tiến khoa học ở trên không gian nhưng hiện nay thì à, em không biết lý do từ đâu người trung quốc thông minh hay sao hay là do ăn cắp và sở hữu trí tuệ từ hoa kỳ của chúng ta thì không biết nhưng hiện nay thì trung quốc cũng đang là một trong những cái quốc gia đưa lên những cái vệ tinh cũng như là đưa lên trên những cái tàu không gian lên trên quỹ đạo của mặt trăng và thế giới. Và vụ phóng hôm ngày 14 tháng 12 vừa qua của Trung Quốc đã đánh dấu cái nhiệm vụ bay lên quỹ đạo đầu tiên của một cái phương tiện phóng sử dụng nhiên liệu metan cũng như là lần đầu tiên Trung Quốc đã phóng một tên lửa nhiên liệu lỏng thương mại. Khi dùng làm nhiên liệu tên tên lửa thì metan cũng là một cái uh, nguyên liệu hiệu quả thưa quý vị và dễ sản xuất thân thiện với môi trường hơn các nguyên liệu uh, truyền thống như là kerosene À, đồng bộ mặt trời. À, đây là một cái vụ phóng hòa tiễn tại trung tâm phóng vệ tinh Tử Tuyền, sa mạc Gobi à, nhằm đưa nhiều cái vệ tinh thương mại vào quỹ đạo à, của mặt trời. Tuy nhiên thì chu kỳ số 2 này là tên lửa do công ty Landspeed có trụ sở tại Bắc Kinh phát triển đã không thể tới quỹ đạo không gian và có vẻ như là tầng thứ hai của tên lửa đã gặp trục trặc và dẫn đến cái nhiệm vụ này nó bị không hoàn thành nó bị thất bại và mất toàn bộ đến 14 vệ tinh mà đã đưa vào trong cái tên lửa này à, cơ quan vũ trụ hàng không Trung Quốc chưa đưa ra một cái thông báo chính thức về vụ phóng nói trên nhưng cái một số hình ảnh chụp cho thấy dường như là cái tầng nhất tầng thứ nhất của tên lửa này nó hoạt động không tốt khoảng 5 phút sau khi mà được phóng thưa quý vị thì cái tình trạng mà mất độ cao và tốc độ nghiêm trọng nó đã xảy ra À, nhưng dù thất bại thì à, nhiệm vụ mới tiếp tục cho thấy là sự phát triển nhanh chóng à, nhanh chóng của những cái chương trình vũ trụ Trung Quốc à, trong năm 2022 nước này đã thực hiện gần 60 cái vụ phóng thành công và hoàn thành cái cấu trúc hình chữ T của trạm vũ trụ Thiên Cung và các công ty vũ trụ tư nhân cũng đạt bước tiến đáng kể trong năm nay và khi nhiều nhà cung cấp dịch vụ phóng bằng à, phóng phóng tên lửa thưa quý vị bắt đầu đưa ra hàng hóa ở lên trên quỹ đạo cho tập đoàn công nghiệp và khoa học hàng không vũ trụ Trung Quốc viết tắt là CASIC và tập đoàn này thuộc sở hữu của nhà nước Trung Quốc à, Landscape cũng đã đang phát triển trên tên lửa tên là Zuki 2 thứ hai nhưng chưa rõ khi nào thì công ty này sẽ thực hiện cái vụ phóng tiếp theo lên quỹ đạo wow cũng khủng khiếp ha quá khủng khiếp thì mình vâng. yeah cảm ơn lê thái thưa quý vị à, bản tin tiếp theo đó là một trong những cái bản tin ngày hôm nay như muốn đưa đến à, khi mình nói tới là hầu hết những ai cũng muốn vui và đem hạnh phúc cho người khác vâng thưa quý vị điều đó dĩ nhiên rồi nhưng mà khi mình không cảm trong người mình cảm thấy bực bội, không vui thì làm sao mình có thể đem hạnh phúc tới cho những người khác được cái điều đó rất là khó. Thì sau đây là một trong những cái điều mà những nhà tâm lý họ đã nghiên cứu và họ có những cái lời khuyên mà làm thế nào để đem tới hạnh phúc cho người khác ngay cả khi bạn không hạnh phúc. Thì khi cảm thấy hạnh phúc cho người khác thì mình cảm thấy rằng mình khi mình buồn và mình không có vui, đem hạnh phúc cho người khác có nghĩa là không mất cái hiệu lực trong cái cuộc cái đấu tranh của mình. khi cảm thấy buồn và lo lắng, không hài lòng với cái tình trạng cuộc sống của mình thì mình rất là dễ bị mắc kẹt trong cái cảm giác đó và trong cái tình trạng đó rất là lâu dài. nhưng khi mà đem cái tình cảm, cái tình yêu đến cho người khác thì mình sẽ quên cái những cái khó khăn và những cái gì ở trong đầu mình trong lúc đó đi thì chia sẻ hạnh phúc của cho người khác và làm thay đổi hoàn cảnh cảm xúc của chính mình nữa, nhưng có thể giúp mình thoát ra khỏi cái cảnh mà mình đang đau buồn hay đang bực mình ngay lúc đó tạm thời trong cái một thời gian ngắn và hãy dành chút thời gian kỷ niệm những những cái mốt uh, những cái như là birthday nè, sinh nhật và những cái điều quan trọng đối với bạn bè, người thân của mình thì khi đó đem lại cái tâm trạng của mình sẽ tốt hơn nữa, mặc dù là trong cái lòng lòng mình không có buồn. Lòng mình không có vui ngay lúc đó thưa các bạn. và thể hiện hạnh phúc với bạn bè ra thành tiếng có nghĩa là bằng cái hành động của chính mình Ngay khi bạn không chắc mình cảm thấy hài lòng thì hãy gọi phone cho bạn bè chúc mừng họ khi họ có những cái gì có tin vui hay là có cái gì uh, trong ngày đó và gửi tin nhắn để cảm ơn và tấm thiệp như là lễ Noel thì gửi tấm thiệp là chúc vui mừng hoặc mua một món quà nhỏ nhưng những cử chỉ nhỏ đó thì cho người ta biết rằng là mình quan tâm tới người đó mà đôi lúc cũng đem cái hạnh phúc tới cho mình nữa thưa quý vị và đôi khi chúng ta đau khổ, đau buồn, mình cứ nếu mà mình cứ đau buồn mình trốn tránh tất cả mọi người hết thì mình cứ bị nằm trong cái tình trạng đau buồn mà mình không thoát ra được. Đôi lúc mình chia cái cái nỗi vui với những người khác và quan tâm đến người khác thì làm cho cuộc sống của mình vui hơn và mình quên cái nỗi buồn của mình. Ờ, đôi lúc nhiều nhiều người người ta lại không thích chia sẻ. Một số người vậy thành ra là em yeah. thấy là có nhiều người người ta bị cái chứng gọi là trầm cảm hoặc là bị giống như là gọi là không được bình thường khi mà người ta chất chứa rất là nhiều những cái niềm vui nỗi buồn ở trong lòng yeah. không chịu xe cho ai cả nhưng mà em nghĩ rằng đối với một cái số người thí dụ như người ta có cái mối quan hệ xã hội trọng trải thì có thể người ta sẽ control được cái cảm xúc và có thể share nếu như người cảm người ta cảm giác đó là một cái cái một cái người bạn mà đáng tin cậy để người ta share. Nhiều khi đối với những cái người không có đáng tin cậy mà mình share thì cũng là một cái gọi là một cái bất lợi cho mình đúng không chị Như? Hiền? Đúng rồi. Ờ, mà cái này đây là không phải là mình share cái câu chuyện của mình cái share cái nỗi buồn hay cái câu chuyện của mình nhưng mà mình chia sẻ khi mà ví dụ em có tin vui khi lê thái có tin vui hoặc người khác có tin vui mà trong lòng mình không buồn nhưng mà mình vẫn chia sẻ mình vẫn cảm tới chúc mừng dạ yeah, cái đó là à, một cái em, em nghĩ thì là mình cảm thấy mình quên cái cho dù mình không có chia sẻ cái nỗi buồn yeah. của mình lê thái nhưng mà mình vui cùng với cái nỗi vui của cái người bên cạnh của mình thì mình làm mình quên đi cái nỗi khổ của yeah. mình cái đó cũng hay cái đây là một cách mà chúng ta thấy rất là hay đang buồn mà có nghĩa là một người đang vui mà mình chia sẻ mình có thể mình xe chung với lại cái niềm vui của người ta yeah. thì nó cũng giúp cho cái tinh thần cái động lực tinh thần của chúng ta nó được vui vẻ hơn Đúng nó rồi. đỡ bị stress hơn cảm Đúng ơn chị Nhi rất là nhiều mai muốn em say hết cho chị <cười> <cười> cảm ơn em để chị chơi dạ, vâng à, cái thưa quý vị ngày hôm nay Lê Thái đưa đến quý vị một cái thông tin khoa học kỹ thuật cũng rất là có ý nghĩa cho cái đời sống uh, của chúng ta à, một cái loại keo dán tế bào giúp làm vết thương nhanh lành ở Mỹ chúng ta vừa mới chế tạo ra thưa quý vị à, công ty phân tử liên kết đây là một cái công ty sinh cam đây là một cái nhóm nghiên kết uh, nhóm nghiên cứu từ trường đại học California ở San Francisco người ta đã tạo ra một cái phân tử liên kết tế bào tổng hợp viết tắt là Synchem có thể thúc đẩy y học tái tạo và thậm chí phát triển các cơ quan trong phòng thí nghiệm tạo ra một cái loại keo tế bào tổng hợp có thể là giúp cho các tế bào của cơ thể chúng ta liên kết lại ở nhiều cái mức độ khác nhau và theo tạp chí New Atlas hôm ngày 13 tháng 12 vừa qua đưa tin thì đây là một cái kỹ thuật có thể giúp đẩy nhanh các quá trình lành vết thương kể cả các mô không dễ lành một cách tự nhiên. Từ đó thì giúp các nhà khoa học người ta tạo ra những cái cơ quan tốt hơn trong phòng thí nghiệm. Đây là một cái nghiên cứu mới được xuất bản trên tạp chí Nature và đây thì như quý vị cũng đã biết thì người ta bảo đảm rằng các tế bào này nó nằm cạnh nhau và các tế bào nằm cạnh nhau tất cả đều chứa những cái cấu trúc tí hon gọi là cái phân tử liên kết tế bào kem đây là những cái protein nằm ở bề mặt và liên kết với các tế bào lân cận à, với những cái lực khác nhau và giúp cơ quan không bị tách rời và riêng cái lực liên kết này nó là một cái đặc tính của mô à, có thể liên kết rất chắc chắn và giữ nguyên vẹn hình dạng trong khi mà cái hệ miễn dịch chúng ta có những cái liên kết yếu hơn để mà các tế bào nó di chuyển dù vậy thì các liên kết này nó vẫn đóng cái vai trò quan trọng và nó hoạt động rất là hiệu quả à, các nhà nghiên cứu tại trường học California đã phát triển thành công cái phân tử liên kết tế bào tổng hợp này và mỗi phân tử gồm hai phân tử uh, nó liên kết với nhau bằng những cái gọi là những cái phân tử phù hợp và uh, những cái tế bào tự nhiên và hiện nay thì nhóm nghiên cứu cho biết rằng là việc ra chế tạo ra cái sinh cam có thể thúc đẩy các quá trình y học tái tạo vá các mô thường không tự lành và ví dụ như là dây thần kinh hoặc là những cái mô tim hoặc là thậm chí tạo ra các cơ quan trong phòng thí nghiệm để mà nghiên cứu sự phát triển bệnh tật và cũng như là thuốc men để mà giúp cho con người có thể mà làm lành vết thương cũng như là các tế bào nó liên kết lại nếu như nó bị tách ra và bị vỡ ra wow. đây là một trong những cái nghiên cứu mới tại trường đại học California ở San Francisco vừa mới nghiên cứu ra và đưa trên tạp chí này cho thuốc vị rất là hay ha Yeah. và kính thưa quý vị bản tin vừa rồi đã kết thúc phần hai cà phê sáng của tuần nhiên và lê thái xin quý vị hãy giữ màn hình chúng tôi sẽ quay trở lại sau phần quảng cáo một số thông tin thương mại bảo trợ cho đài